Mang xu hướng thiết kế hiện đại, Vincom Plaza Phủ Lý được bố trí lại hai tầng hầm, 4 tầng nổi thuộc khối đế của tòa nhà 27 tầng cao nhất thành phố. Đây cũng là trung tâm giao thương nhộn nhịp kết nối dễ dàng với các khu hành chính, trung tâm văn hóa và các tuyến giao thông huyết mạch. Được thiết kế theo mô hình một điểm đến mọi nhu cầu, Vincom Plaza Phủ Lý đem đến cho người dân địa phương thiên đường trải nghiệm mua sắm hiện đại, vui chơi giải trí và ẩm thực đa dạng hàng đầu khu vực. Với tổng diện tích mặt sàn hơn 15.500 m², Vincom đầu tiên của tỉnh Hà Nam có sự xuất hiện của các thương hiệu mua sắm uy tín trong nước và thế quốc tế như TNG, Vitamix, Tân Phú, John Henry, Narsit cùng phụ kiện hiện đại như Max Sport, Skywatch, Mắt Việt v.v. Hệ thống siêu thị hiện đại Vinmart là điểm hẹn của mọi gia đình với hàng chục ngàn sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm gia dụng được bố trí sinh động và hiện đại trên diện tích hơn 1.600 m². Đặc biệt giới trẻ Hà Nam đang vô cùng háo hức chờ đón sự xuất hiện của cụm rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế Lotte Cinema, lần đầu tiên có mặt với hệ thống phòng chiếu tiện nghi và âm thanh chân thực, thỏa mãn những tâm hồn đam mê điện ảnh khó tính nhất. Lotte Cinema đem đến những bộ phim mới nhất được giới trẻ yêu thích. Các gia đình cũng sẽ tìm thấy một địa điểm vui chơi lý tưởng và an toàn cho trẻ nhỏ trong dịp cuối tuần tại khu vui chơi City Game. Nhà sách Fahasa lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nam. Sự xuất hiện liên tục của các trung tâm thương mại Vincom tại các tỉnh thành mới đã không chỉ tác động tích cực tới thói quen mua sắm mà còn góp phần hiện đại diện mạo thành phố và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.